Tình Vatican. Hơn 100 máng cỏ được trưng bày tại Vatican. Lần đầu tiên sau 43 năm, triển lãm 100 máng cỏ từ quảng trường nhân dân được chuyển đến Vatican. Các máng cỏ được đặt trong hội trường Thánh Bio 9, nằm trên đường Hòa Giải. Tại buổi giới thiệu cuộc triển lãm Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng, Nhắc nhớ mọi người máng cỏ là một trong những dấu hiệu mà con người có thể mang đến một thông điệp hòa bình, đối thoại, đón tiếp, mời gọi mọi người cùng nhau làm việc để thế giới tốt đẹp hơn. Trong số các vị khách, cũng có ông Miroslava Rosat Vargas, đại sứ Panama cản tòa thánh. Với tư cách là đại diện đất nước sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng năm 2019. Năm nay, Triển lãm có 126 máng cỏ được trưng bày. Người xem có thể thực hiện một hành trình truyền thống thế giới. Từ nghệ thuật máng cỏ của Napoli đến cảnh Giáng sinh trong nhà tù, do các vị khách của Cộng đoàn Villa Marini thực hiện. Trong rèn rừng, người ta cũng có thể chiêm ngắm các máng cỏ do các đại sứ quán tặng như Panam, Palan, Cộng hòa Séc, Slovenia, Trung Quốc. Các vật liệu được sử dụng như giấy, sen hô, mì ống, gậy. Từ ngày 7 tháng 12 năm 2018 đến ngày 13 tháng 1 năm 2019, mọi người có thể thăm miễn phí triển lãm 100 mảng cỏ này.